cũng được này, không báo cáo bài nào chứ. Báo cáo không được. Không rồi. Nhìn qua bên kia dễ. Ban thư ký có thể giúp giùm cái micro. Cho cô mượn cái micro ra. À, chị Thúy đứng đây nói đi. Để em đứng dưới mọi người. Em còn phải chỉ cái cái. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu, thế hôm nay thì rất là cảm ơn cái hội nghị hô hấp Việt Nam đã cho tôi được một cái báo cáo về cái ở đây cái chủ đề tên là đồng thuận về liệu pháp phun khí dung trên bệnh lý hô hấp ở trẻ em. Thực ra thì nó cũng hơi quá từ là đồng thuận. Cái đồng thuận này thì không phải là Việt Nam viết, mà cái đồng thuận này thì là của cuộc họp của một số thành viên ở các nước Đông Nam Á. Và tôi có được rất là vinh dự được tham gia. Và tôi xin trình bày trước. Tại sao tôi nói tôi xin trình bày trước? Là bởi vì là cái đồng thuận nó sẽ tuyên bố, sẽ công bố vào ngày mùng 10 hay 11 tới đấy, tháng 10 tới tại Thái Lan, hội nghị dị ứng miễn dịch châu Á Thái Bình Dương. Và họ sẽ công bố như vậy, cũng báo cáo hơi sớm một chút. Cái thứ hai nữa là cái đồng thuận này sẽ được đăng trên tạp chí là Journal of Asthma. Thế thì chúng ta đã biết là chúng ta có rất nhiều cái bệnh hô hấp làm cái bệnh mà bây giờ nó rất là phổ biến. Tôi vẫn nói đùa là đến từ năm 1984, khi mà giáo sư Quỵ cùng với anh Dũng, anh Tuấn, người mà hô hấp về nhi khoa đã làm về chương trình những người hô hấp cấp. Và cái kỳ vọng là sau khi cái chương trình này nó ra đời thì cái số bệnh nhân hô hấp nó sẽ giảm đi. Nhưng mà có vẻ như là cái số bệnh nhân hô hấp nó vẫn thế, thậm chí nó lại còn thay đổi mô hình, nó còn khó điều trị hơn, chứ nó không phải giảm đi. Rồi kháng sinh thì càng ngày càng nhiều ra, nhưng mà cái điều trị tính kháng sinh nó lại về phức tạp hơn và nó thay đổi mô hình từng vùng, từng miền, từ cái nguyên nhân gây bệnh khác nhau. Thế thì thực ra thì chúng ta cũng biết là bệnh hô hấp nó có khá thông dụng. Chúng tôi cứ tưởng tượng là một ngày mà nếu có 100 bệnh nhân đến viện thì chắc phải 40-50 bệnh nhân là ho, hắt hơi, sổ mũi, hay nói nôm na là các bệnh lý đường hô hấp. Thế thì các bệnh lý đường hô hấp thì chúng tôi cũng chia làm hai nhóm là hô hấp trên và hô hấp dưới. Thực ra thì bác sĩ nhi khoa phải điều trị cả bệnh lý hô hấp trên và hô hấp dưới. Tuy nhiên, nếu mà về phân định thì hô hấp trên có vẻ thuộc về các nhà tai mũi họng và hô hấp dưới thì có vẻ thuộc về nhi khoa, mặc dù chúng tôi điều trị tất và có từ trên rồi mới đi xuống dưới. Thế thì trong cái bệnh lý đường hô hấp dưới thì chúng ta lại có hai nhóm bệnh là mãnh hệ đường dẫn khí và nhóm bệnh về nhu mô phổi. Chúng ta lại có hai nhóm bệnh khác nhau. Tôi đứng ở đây nó hơi bị vướng các anh chị. Thế thì chúng ta sẽ thấy là các bệnh lý vậy thì có rất nhiều liệu pháp chúng ta dùng là gì ạ? Kháng sinh, thuốc ho, giãn phế quản, chúng ta có rất nhiều phương pháp khác nhau. Và bây giờ có vẻ như là cái chỉ định khí dung, chúng ta nghĩ rằng là khí dung là một cái liệu pháp mà bệnh nhân thấy rất là hiện đại này, tự dưng có một cái máy này, sau bệnh nhân lại được thở này, và bệnh nhân nhiều lúc cũng không rõ là thuốc gì, bác sĩ chỉ định thuốc gì là thuốc đó, và lại có vẻ như là khí dung không phải khí dung kháng sinh, một cái thuốc gì đấy mà khí dung xong thì bệnh nhân thấy dễ chịu, dễ thở. Vậy thực chất là cái khí dung ở các bệnh lý hô hấp được chỉ định khi nào, loại thuốc gì, có khác gì nhau hay không? Chúng ta sẽ thấy là các bệnh lý có vẻ như khí dung được chỉ định cho các bệnh lý thuộc về bệnh lý đường dẫn khí. Bệnh lý đường dẫn khí trẻ em thì nó cũng không quá nhiều. Có thể như các bệnh lý mãn tính, chẳng hạn như hen phế quản, chúng ta nói rất là nhiều. Các bệnh lý như Croup. Thực ra thì chúng ta hay nói với nhau là bệnh lý viêm thanh quản. Nhưng thực chất thì cái tổn thương viêm thường trong thanh quản nó là á cúm, thì nó sẽ không cư trú đơn thuần thanh quản mà nó là thanh khí phế quản. Cho nên là chúng ta, nếu như chúng ta đọc các cái tài liệu ở nước ngoài thế thôi, người ta chuẩn đoán là bệnh Croup, thanh khí phế quản, nhiều hơn là tổn thương thanh quản đơn thuần, và điều trị cả hai. Rồi là các bệnh lý viêm phế quản có vẻ ở trẻ lớn và ít khi phải nhập viện. Rồi những cái khò khè, lúc nãy thì anh Tuấn rồi là anh Sơn cũng trình bày rất nhiều vấn đề xử trí khò khè, và đặc biệt là những cái khò khè tiền học đường, những cái nào là khò khè sau nhiễm virus, những khò khè nào là sau hen phế quản. Và những cái nhóm dưới 5 tuổi là
là nhóm tiền học đường đó, thì chúng ta cũng không hiểu là chúng ta nên xử lý thế nào, tại chỗ, toàn thân, dự phòng như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ xem thử là những cái trường hợp như thế nào thì chúng ta nên chỉ định khí dung và khí dung loại thuốc gì. Thế thì ưu và nhược điểm của các pháp khí dung là cái gì? Chúng ta thấy biết là chúng ta luôn luôn mong chờ là cái gì đó tác dụng vừa nhanh lại vừa tốt mà ít tác dụng toàn thân. Chúng tôi thì là những nhà nhi khoa, mà các anh chị cũng biết là các nhà nhi khoa là khi mà điều trị đứa trẻ còn phải điều trị thêm bố mẹ đứa trẻ. Khi điều trị đứa trẻ luôn luôn nghĩ rằng không phải chỉ câu chuyện cái bệnh đứa trẻ mà nó còn phải có ảnh hưởng sau này nó như thế nào về chiều cao, về cân nặng, về tác dụng phụ. Tôi cho một liều kháng sinh có thể điều trị khỏi, nhưng mà nó có làm đứa trẻ chẳng hạn như rối loạn tiêu hóa hay không, nó mệt nhiều, hậu môn nó đỏ do đi ỉa lỏng rất nhiều không, nói ví dụ như thế. Rồi gì nữa, bây giờ nó có phong trào trên mạng là gì ạ, nuôi con tự nhiên, cái gì mà không phải dùng thuốc là tốt nhất, hoặc là gì thuốc gì có liên quan đến gì ạ, đến chế phẩm đông y không phải đến tây y. Ngay cả mỹ phẩm bây giờ, cái sản phẩm gì mà liên quan đến tự nhiên mà nó thì nó phải dễ dàng hơn là cái gì liên quan đến hóa chất. Thế thì thực chất các cái thuốc khí dung là những thuốc như thế nào? Người ta cho rằng những thuốc khí dung là cái thuốc mà làm thế nào mà phải hấp thu được tại đường hô hấp. Nó có rất nhiều thuốc, nhưng mà thuốc nào mà hấp thu được nhanh và sớm cho đường hô hấp. Thứ hai là tác dụng chủ yếu là tại đường hô hấp. Cái kỳ vọng của tôi là thuốc tôi bị ở đâu tôi điều trị đúng ở đó. Đấy là kỳ vọng người ta. Và nếu như cái liều nó thấp, bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta dùng toàn thân thì thuốc nó phân bố toàn bộ cơ thể và hô hấp nó chỉ được hưởng một phần thôi. Vậy thì cái thuốc khí dung có phải rằng chỉ cần một cái liều vừa phải, nó vừa tác dụng tại chỗ là ít tác dụng toàn thân, và đấy là đối tượng rất là nhạy cảm là trẻ em, nó sẽ không ảnh hưởng đến phát triển thể chất, nó không ảnh hưởng đến cơ quan khác. Và sao ạ? Chính vì nó ít tác dụng toàn thân và nó cũng ít tác dụng phụ. Người ta không thể nói nó không có tác dụng phụ, tất cả các thuốc đều có tác dụng phụ, và cái tác dụng phụ nó khác nhau tùy vào cá thể hóa khác nhau. Có những bệnh nhân dùng cái liều rất cao chả làm sao cả, nhưng có bệnh nhân dùng liều rất thấp, thậm chí mới đi qua thôi, những cái sốc phản vệ ngày xưa rất kinh điển, có khi bệnh nhân chỉ có đi qua chỗ pha penicillin thôi có khi cũng phản vệ. Thế thì chúng ta thấy là cái kỳ vọng của các loại khí dung nói chung là những cái thuốc mà nó chủ yếu tác dụng tại chỗ, tức là tại đường hô hấp, ít tác dụng phụ và dùng liều nhỏ và an toàn. Cái hệ thống của nó có lẽ đứng nó hơi xa ra là em bật rồi. Thế thì làm thế nào là khí dung và thuốc nào để khí dung? Tôi nhớ rất rõ, tôi không hiểu bây giờ có làm được không, các nhà tai mũi họng ạ. Chẳng hạn như là viêm mũi thì các bạn ấy lấy cái lọ kháng sinh các bạn tráng ống ạ, xong các bạn ấy cho bệnh nhân khí dung một chút, nó pha thì kháng sinh là nghĩ vào mũi tác dụng tại chỗ. Có rất nhiều bệnh nhân đặt câu hỏi là bác ơi, bác là cháu muốn rửa mũi nhưng cháu thấy không rửa mũi, cháu lấy nước muối cháu cứ khí dung hàng ngày, vậy thì có tác dụng thật sự hay không hay như thế nào? Chúng ta biết là muốn thuốc muốn khí dung được, hay nói nôm na là vào đường hô hấp, nó phải thuộc vào cái loại thuốc và tốc độ đường truyền khác nhau và các hạt khác nhau thì nó phải khuếch tán vào một vị trí nhất định trên đường hô hấp. Chúng ta ví dụ những cái đường ở trên cái khoang mũi xoang ở trên ấy là những cái hạt kích thước đường kính là 5 đến 10 micromet. Tuy nhiên nó muốn đến vào đến khí quản nó phải là từ 3 đến 5, đến phế quản 2-3, đến tiểu phế quản là 1-2, và đến phổi nó từ 0,1 đến 1. Như vậy là càng vào sâu thì hạt phải khuếch tán được tốc độ cao hơn, vào thật sâu hơn và hạt phải nhỏ. Như vậy loại thuốc nào phải khuếch tán được thì mới có thể vào được như theo tiêu chuẩn thế này, chứ không phải là bất cứ một cái gì, bất cứ một loại nước nào chúng ta cứ đưa là nó vào được tất cả những chỗ nào chúng ta mong muốn. Cho nên câu chuyện là máy khí dung khác nhau, loại thuốc khác nhau, chỉ định khác nhau, đợt tiến triển bệnh khác nhau thì sẽ hiệu quả điều trị khác nhau. Có rất nhiều bệnh nhân là ở nhà khí dung mãi chả làm gì cả, nhưng cứ đến bệnh viện khí dung lại bình thường, cũng chả rõ tại sao bác bán cho em cái máy khí dung đấy, ví dụ như thế. Thế thì chúng ta sẽ biết là nếu như hạt kích thước rất là lớn, nó ở trên đường hô hấp trên, nó cao ấy, thì thường nó chỉ vào đến ngã ba hầu họng thôi, và như vậy nó chỉ tác dụng với mũi, xoang, và chúng ta nuốt phải cái đó. Bởi vì sao? Thực chất một lần chúng ta khí dung thuốc tốt lắm ấy, nó chỉ vào được 20-30% vào đường hô hấp thôi, còn lại nó vào đường tiêu hóa hết. Cho nên là những hạt to ấy, nó bay hết sang cái đường thực quản mà tác dụng rất là ít. Vậy những cái loại thuốc nào cái xa máy quá luôn. Thế thì cái loại thuốc nào mà nó có cái kích thước
phân tử nó từ 2 đến 3 micromet và nó vào được từ khí phế quản trở xuống thì nó có hiệu quả trên đường hô hấp. Như vậy, để mà khuếch tán được loại phân tử rất là nhỏ, đường kính rất là nhỏ và cái tốc độ thuốc để nó vào được sâu trong phế nang, chúng ta phải lựa chọn cái loại thuốc phù hợp. Có loại thuốc nào vào đến phổi không? Có, nhưng mà rất là khó. Và cái loại thuốc này nó phải có hiệu quả, thường là nồng độ rất là thấp. Bởi vì đi càng sâu thì càng khó và hiệu quả điều trị càng thấp. Như vậy, thuốc khí dung chủ yếu là tác dụng trên đường hô hấp dưới. Còn dưới phế nang thì chúng ta cũng có. Và khi nó đã vào đến phế nang, nghĩa là gì ạ? Cái đường kính nó cực kỳ nhỏ. Và khi đường kính nó cực kỳ nhỏ thì nó lại khả năng thấm qua mạch máu, lại tác dụng toàn thân nhiều hơn. Nó lại hơi ngược một chút. Thế thì chúng ta có những cái dụng cụ gì nó gọi là dùng đường khí dung hay dùng đường tại chỗ không? Chúng ta có khá nhiều trong dùng cho cả trẻ em và người lớn. Nhưng chúng ta cũng biết trẻ em là đối tượng khá nhạy cảm. Nó không phải là nó phối hợp. Bởi vì tất cả cái gì liên quan đến dụng cụ thì đều phải liên quan đến kỹ thuật. Cho nên các anh chị sẽ để ý nhất, người làm về hen ấy, là nó có hẳn một cái GINA, một guideline trẻ trên 5 tuổi như người lớn. Nghĩa là cái hướng dẫn sử dụng họ tự đo được chức năng hô hấp vì tự thực dụng được động tác rồi. Nhưng dưới 5 tuổi là một đối tượng cực kỳ nhạy cảm. Thế chúng ta có những rất nhiều loại, chẳng hạn như là cái loại dùng tại chỗ là bình xịt định liều. Nghĩa là một lần mà cái nhát bóp chúng ta ấy, nó ra một cái số lượng cụ thể định liều sẵn rồi. Chẳng hạn Ventolin một nhát bóp là 100 microgram, nó có nhát nó định liều sẵn rồi. Có một dạng là bụt bình hít khô và dạng máy khí dung. Đấy là ba dạng mà dùng thuốc tại chỗ hay được sử dụng thông dụng nhất. Vậy thì loại nào được sử dụng tại bệnh viện, loại nào được sử dụng tại nhà? Có rất nhiều lần bệnh nhân đến hen, đến khám ở phòng khám và bệnh nhân sẽ bảo là thôi cháu bị hen rồi, bác kê cháu một cái máy khí dung cháu mua tại nhà, ví dụ như thế. Vậy thì có hiệu quả không hay chúng ta kê bình xịt định liều? Thế thì chúng ta cũng biết là thuốc thì có vẻ giống nhau giữa trẻ em và người lớn. Cái liều người ta cũng không phân biệt quá lớn, từ đây đến đây, từ lúc thuốc, anh chị để ý thuốc khí dung ấy là người ta khoảng, người ta không phân theo thuốc nhiều tuổi nhiều lắm, theo thuốc khoảng. Ví dụ hen mức độ nhẹ 1 đến 2 nhát, tôi nói ví dụ thế, hen mức độ trung bình 2 đến 6 nhát, chứ người ta không phân nhiều theo cân nặng. Thế thì tại sao nó lại như thế? Chúng ta xem một chút là vậy thì ở trẻ em, các bạn khi mà tôi nói với học viên ấy, tôi thường nói là khi các anh chị vào một cái khoa lâm sàng, các anh chị thử nhìn cái mô hình bệnh tật của khoa đấy. Ví dụ các anh chị vào khoa hô hấp thì bệnh nhân chủ yếu là gì? Là chủ yếu bệnh nhân viêm phổi hoặc viêm tiểu phế quản. Viêm phổi, viêm tiểu phế quản là bao nhiêu? Là thường đứa trẻ dưới 2 tuổi, hay nói nôm na đứa trẻ bế trên tay. Thế nếu một đứa trẻ chúng ta đã nghĩ các bệnh mãn tính, hen phế quản ạ, thường nó lớn hơn một chút, 2-3 tuổi. Tôi không loại trừ hen trẻ bé, nhưng thông thường chúng ta gặp xu hướng lớn hơn một chút. Vậy thì cái điều trị nó có khác nhau gì những đứa trẻ đấy không? Nếu tôi tiêm liều kháng sinh thì tôi tính theo cân nặng, nghĩa là phân bố cơ thể. Tôi không phải suy nghĩ lắm về liều, nhưng khí dung nó lại khác một chút. Bởi chúng ta sẽ thấy là cái đặc điểm của đường thở trẻ em nó lại khác người lớn. Chúng ta cứ nghĩ ra là ra đời chúng ta cũng có thanh khí phế quản, chúng ta cũng hít vào thở ra. Nhưng thực chất cái đường thở của đứa trẻ dưới 4 tuổi khá khác với người trên 4 tuổi. Chúng ta thấy thế là bình thường ấy thì ai người ta cũng khuyến cáo thở bằng mũi. Bởi vì ta nói là gì ạ? Nếu thở bằng mũi thì không khí được làm ấm, được làm ẩm, rồi có hệ thống lông dung để đầy tất cả những cái xoang ra ngoài, rồi đi qua xoang được làm ấm, ví dụ như thế. Những cái mũi trẻ nhỏ rất là ngắn, nó hẹp, cho nên mỗi cái viêm tắc một tí xíu thôi, hắt hơi sổ mũi là đứa trẻ sẵn sàng thở bằng miệng. Và khi thở bằng miệng nó sẽ xuất khô miệng, biến chứng viêm phổi rất là nhanh. Những cái đứa trẻ viêm phổi dưới 2 tuổi rất là nhiều, chứ không phải đứa trẻ lớn, cái mũi rất đặc biệt. Thứ hai là đứa trẻ không có những cái động tác phối hợp động tác, như mình bảo cháu là cháu nhịn thở đi, cháu hít thật sâu vào, không thể bảo đứa trẻ, thậm chí mình bảo trẻ cháu ho đi nó cũng không ho được, nó không thể phối hợp động tác như người lớn. Và đặc biệt chúng ta sẽ thấy là về cấu trúc đường thở ấy, thì nếu về giải phẫu ấy, thì cái lưỡi của đứa trẻ dưới 4 tuổi ấy, nó diện tích, nó chiếm diện tích đường thở nó cao hơn nhiều so với người lớn, cho nên cái khoang miệng của đứa trẻ tương đối hẹp vì cái lưỡi nó chiếm một cái thể tích rất lớn. Rồi gì nữa, rồi thanh khí quản nó nằm cao hơn, nó đẩy lên trên cao hơn, cho nên là rất dễ bị sặc tắc nghẽn vì nó bị nằm lên cao. Đặc biệt là nếu như chúng ta mà viêm thanh quản thì chúng ta chỉ có dấu hiệu khàn tiếng, thế là xong, trong vài ba ngày bệnh nhân khỏi. Nhưng đứa trẻ dưới 4 tuổi viêm thanh quản có nguy cơ tử vong, bởi vì đặc điểm của thanh quản đứa trẻ dưới 4 tuổi cực kỳ đặc biệt, tức là nó rất dễ dày, rất dễ phù nề và nó có một khoảng hẹp ở cái mặt trước cái sụn nhẫn, nó hẹp hẳn là một cái hình phễu. Nếu như cái thanh quản của chúng ta là cái hình bình hành, hình dọc, hình một cái hình ống, hình trụ, thì đứa trẻ nó lại hẹp hình phễu ở vị trí này. Và tất cả những cái viêm nhiễm phù nề tắc nghẽn
thậm chí nó phải gây khó thở, ngừng thở. Cho nên người ta rất để ý những trẻ dưới 4 tuổi vì đặc điểm giải phẫu của nó như thế. Và cái điều trị ở đây là điều trị tại chỗ có thể giải quyết được. Cho nên người ta nói rất nhiều đến vai trò của khí dung tại chỗ, nhanh, kịp thời để phối hợp điều trị. Nhưng vấn đề là một cái đứa trẻ nhỏ khi muốn điều trị tại chỗ thì phải cần sự phối hợp của đứa trẻ. Tuy nhiên, như các bạn nói là càng nhỏ thì nó càng không phối hợp được. Nó càng bị bệnh, nó lại càng hoảng hốt, nó lại càng khóc rất nhiều. Thế lại ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Mình bảo nó không khóc nữa để đỡ viêm phù nề thì nó cứ nhìn thấy bác sĩ là nó khóc. Nó cứ nhìn thấy bố mẹ thì là nó lại im. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái cảnh của đứa trẻ. Nên bác sĩ nhi khoa nó lại vừa công tác trấn an đứa trẻ, trấn an ông bố bà mẹ. Tất cả ông bà bố mẹ thì cứ kỳ vọng bác sĩ phải làm ra giải quyết cháu ngay lập tức, trong khi đứa trẻ là một bệnh khá nặng. Vậy chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thế thì chúng ta có rất nhiều cái dụng cụ, đúng không ạ? Các dụng cụ mình hít ở trẻ em. Chúng ta sẽ thấy là, chúng ta có thể trình bày, chúng ta có bình hít định liều. Tức là chúng ta muốn cái liều chuẩn, chúng ta cứ bóp đúng cái nhát đấy vào thôi. Nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta bóp một nhát 100 microgram vào thì mỗi đứa trẻ lại nhận được khác nhau. Cái đường thở nó không bị hẹp thì nó phải nhận được 30%. Nhưng đường thở nó bị viêm hẹp hoàn toàn, nó nhận được có 15%. Rồi trong trường hợp đứa trẻ nó kỹ thuật sai, nó không hít được sâu vào, hoặc thuốc nó lại bay ra ngoài, hoặc nó sang bên phần thực quản. Cho nên cái bình xịt định liều khá được thông dụng, nhưng ở trẻ em người ta chỉ cần thêm một cái dụng cụ hỗ trợ, nó gọi là cái buồng đệm hay là cái baby inhaler. À, ở đây chúng ta có cái bình để sao ạ? Để cho cái trẻ nó không cần phối hợp. Rồi gì nữa? Bình hít khô cũng cần một động tác phối hợp, hít thật sâu vào, và thường cho trẻ lớn hoặc trẻ trên 12 tuổi. Và một cái dụng cụ nữa khá thông dụng bây giờ là khí dung. Tại sao lại khí dung? Bởi vì khi khí dung, người ta không cần đứa trẻ phối hợp. Người ta trẻ sinh lý hít vào và thở ra bình thường. Nói như thế không có nghĩa là lúc nào cũng khí dung, bởi vì thực tế chúng ta phải thêm một cái máy. Vậy thì tùy từng hoàn cảnh, tùy từng điều kiện, chúng ta sẽ biết cách sử dụng, khi nào để dùng bình xịt định liều, khi nào trẻ lớn thì phải dùng bột hết khô, còn trong đứa trẻ nhỏ thì chúng ta phải có cái kỹ thuật để mà sử dụng cái buồng đệm, và trường hợp khi nào sử dụng khí dung, và ưu nhược điểm của cái bình xịt định liều và khí dung tốt chỗ nào mà không có và không có hiệu quả khi nào. Chị slide tiếp. Ấn nút slide tiếp. Em có chuyển slide tiếp, slide nó treo. Không ạ, nó không bị treo trên kia. Treo không phải. Hay em đứng trên trên, em đứng trên trên vậy. Thôi em đứng trên trên vậy. Vì nó lại hơi bị ngược slide. Em không chuyển. Không, không. Ok. Đừng xa quá. Đừng xa quá đứa này nhé. Thế thì chúng ta sẽ thấy là liệu pháp khí dung được sử dụng khi nào? À, thứ nhất là pháp khí dung nó làm chúng ta rất là lợi thế là đứa trẻ hoàn toàn thở bình thường. Vậy đứa trẻ chúng ta rất khó bảo là nó hợp tác, như vậy nó thở bình thường và không cần phối hợp động tác. Khi chúng ta dùng cái bình xịt định liều, chúng ta cần đứa trẻ hít thật sâu. Thế không biết quay như thế nào nó hợp lý. Đứng trên bụng ạ, lại đứng trên bụng. Thế thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta dùng đã khí dung thì chúng ta sẽ thấy là đứa trẻ có thể là phối hợp được. Tức là dùng nhiều liều, nếu như bình định liều thì cố định liều. Nhưng trong trường hợp này nặng, chúng ta cần gấp đôi liều hoặc là gấp bao nhiêu lần liều đó theo một quy định chúng ta tăng hay giảm liều theo quy định. Rồi thì sao nữa? Chúng ta phối hợp được nhiều loại thuốc với nhau trên một lần khí dung. Và chúng ta có thể phối hợp thở oxy khi cần hoặc là dùng khí nén khi cần. Và người ta có rất nhiều cách để làm giảm những cái hiệu quả không mong muốn như thuốc mạnh ra ngoài. Ví dụ như chúng ta dùng cái miệng ngậm, cái mouth speed để bệnh nhân cái thuốc vào được tối đa. Như vậy khí dung có hiệu quả trong rất là nhiều trường hợp mà đứa trẻ phối hợp kém, không phối hợp được với chúng ta hoặc là bệnh nặng, chúng ta có thể hoàn toàn dùng liệu pháp khí dung. Đấy. Chắc là em phải chạy. Em chịu. Chịu thật. Vâng. Ồ. Bên này sẽ kịp chạy.
Vậy thì khí dung được chỉ định trong trường hợp nào? Khí dung sẽ được chỉ định trong, em xin phép đứng đây luôn. Khí dung được chỉ định trong trường hợp các cái bệnh lý về đường hô hấp dưới, các bệnh lý đường hô hấp mà ví dụ như là hen phế quản, là croup tức là viêm thanh khí phế quản, là những cái khò khè tiền học đường hoặc là viêm phế quản. Thế thì các sản phẩm khí dung thì khá nhiều, và như tôi trình bày, tức là chúng ta phải có một cái sản phẩm để khi mà qua máy khí dung nó khuếch tán với những cái hạt có kích thước phù hợp và đi được vào vị trí chúng ta kỳ vọng. Thì các thuốc hay được dùng khí dung đầu tiên tức là các thuốc nhóm giãn phế quản, hay chúng ta gọi là nhóm SABA, tức là short acting beta agonist, tức là nhóm đồng vận tác dụng lên thụ thể beta 2 để giãn phế quản nhanh, bởi vì bệnh nhân rất là khó thở. Cách thứ hai, hoặc là chúng ta có thể dùng những cái nhóm giãn phế quản khác, ví dụ như nhóm SAMA như là ipraprobium bromide, rồi corticoid là thuốc được sử dụng khá nhiều. Vì sao ạ? Bởi vì ở trẻ nhỏ, bố mẹ mà cứ nghĩ đến chuyện mà dùng thuốc giãn phế quản là rất là ngại, à dùng thuốc corticoid, bởi vì sao ạ? Corticoid rất nhiều tác dụng phụ. Nếu mà các anh chị mà nhìn cái đơn mà corticoid là không bố mẹ nào muốn sử dụng thuốc cho con, bởi vì nó có bao nhiêu tác dụng phụ mà số tác dụng phụ còn nhiều tác dụng chính. Nhưng chúng ta sẽ dần dần thấy rằng có những bệnh lý bắt buộc phải dùng corticoid. Vậy làm sao vừa có tác dụng điều trị mà giảm tải những cái nguy cơ gây nặng cho bệnh nhân? Thế khi ấy chúng ta phải dùng corticoid kéo dài, thì khí dung hoặc là bình xịt định liều chính là một cái giải pháp để làm giảm tác dụng phụ mà vẫn duy trì hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Và có một số sản phẩm kháng sinh, chẳng hạn như là điều trị những cái bệnh sơ nang ở nước ngoài rất là nhiều. Nhưng mà kháng sinh đấy nó có chế phẩm đặc biệt, chứ không phải chúng ta pha kháng sinh ra xong chúng ta cho khí dung, đấy gọi là khí dung kháng sinh, không phải là như thế. Thế thì có rất nhiều các hướng dẫn, chúng ta biết là có cái guideline trên thế giới về liệu pháp khí dung. Tuy nhiên các anh chị để ý mà xem, bao giờ người ta cũng chỉ nói là các nghiên cứu này dùng khí dung như thế này, các nghiên cứu kia dùng khí dung như thế kia, chứ người ta không, rất ít cái guideline đồng thuận về khí dung. Thế thì năm 2001 thì Hiệp hội Hô hấp Châu Âu cũng đã có những cái đồng thuận đầu tiên về các cái liệu pháp khí dung ở trẻ em. Trong đó người ta sẽ chỉ định khí dung trong thế nào. Khí dung là thức kỳ vọng thuốc vào sâu có thể gần đến tận phổi, có tác dụng là nếu mình muốn đưa một cái liều lượng lớn thuốc vào đến tận phế nang lớn, chứ không phải là bình xịt định liều. Cái thứ hai là sao ạ? Là khi đứa trẻ quá yếu hoặc là gì ạ? Là hoặc là đứa trẻ mà không có khả năng sử dụng các dạng loại xịt định liều bình thường thì người ta có thể dùng được khí dung. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ thấy là khi đứa trẻ không khả năng tự xịt, tức là tự không thể bóp được cái dụng cụ, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng các khí dung. Đây là cái chỉ định mà ta hay nói rất nhiều trong cái sử dụng hiệu pháp khí dung, và đây là cái chỉ định đồng thuận đầu tiên năm 2001 của Hiệp hội Hô hấp Châu Âu. Thế thì khí dung bây giờ được chỉ định khi nào? Thì lúc nãy thầy cũng đã nói về GINA, tức là một cái hiệp hội hô hấp, hội hen, phòng chống hen trên thế giới. Thì bây giờ corticoid là để tránh tác dụng phụ, để đạt được hiệu quả mong muốn, giảm thiểu liều sử dụng. Chúng ta uống một viên prednisone ít nhất là 5 mg, ít nhất. Nhưng mà chúng ta khí dung có thể liều chỉ vài trăm, 250 microgram, 500 microgram, liều nhỏ hơn rất nhiều, và nó lại có tác dụng theo mong muốn, tức là tác dụng tại chỗ. Thì người ta thấy là corticoid là có thể có rất hiệu quả như là corticoid đường uống trong phòng ngừa các bệnh lý. Đấy là câu khẳng định đầu tiên. Thứ hai là tỷ lệ bệnh nhân xuất viện ở nhóm khí dung bằng budesonide thì có khi lại còn cao hơn là bệnh nhân đã sử dụng được các corticoid đường uống đơn thuần, đây là bằng chứng loại B. Vấn đề gì nữa? Nếu sử dụng liều cao corticoid dạng hít khi bệnh nhân nhập viện thì cái tỷ lệ hộ tái phát bệnh, tái phát tức là tăng cả các cơ lên lại, còn ít hơn so với dùng corticoid đường toàn thân với liều 40 mg. Đây là một cái nghiên cứu thử nghiệm và bằng chứng này, bằng chứng cứu loại A, để chúng ta thấy rằng là tác dụng tại chỗ ngoài những cái tác dụng giảm tác dụng không mong muốn, nó còn làm giảm cái nguy cơ bệnh nặng lên, nó giải phóng được bệnh nhân ra viện sớm hơn. Và corticoid đường khí dung bây giờ được sử dụng rất có hiệu quả, và có những trường hợp sử dụng đơn đột, có những trường hợp phối hợp với đường toàn thân, đặc biệt cơn hen cấp nặng thì nó dùng liều cao và phối hợp với dùng đường toàn thân để làm giảm cái nguy cơ cơn hen cấp nặng. Bởi vì cơn hen cấp nặng thì chúng ta cần yêu cầu là liều cao và đường toàn thân, nó làm giảm nguy cơ bệnh nhân nhập viện, và đặc biệt những cơn hen cấp nặng. Và đây là guideline cho những đứa trẻ
hai nhóm tuổi, 0 đến 3 tuổi, từ 4 đến 5 tuổi. Nếu mà trẻ từ 0 đến 3 tuổi thì cái hướng dẫn đầu tiên người ta gọi là dùng bình xịt định liều, tức là MDPI, tức là bình xịt định liều, và lựa chọn thay thế là khí dung với mặt nạ. Với trẻ 4 đến 5 tuổi thì cũng liệu pháp khí dung, liệu pháp bình xịt định liều là liệu pháp cơ bản, và liệu pháp thay thế là liệu pháp khí dung. Thế thì trước cái đồng thuận của thế giới cũng như là một cái yêu cầu cấp thiết, đó là bệnh lý nhi khoa, thì hội lao bệnh phổi cũng đã đưa ra một cái hướng dẫn về xử trí hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và người ta thấy là cái vai trò của corticoid tại chỗ có tác dụng cải thiện triệu chứng lâm sàng sớm, bởi vì người ta thấy rằng là corticoid tại chỗ nó như là một thành phần để điều trị cơn hen cấp, và sử dụng liều cao sớm trong bệnh nhân ngay khi bệnh nhân đến viện thì sẽ làm giảm cái nguy cơ nhập viện. Thực tế thì nếu các anh chị đã có ở hội trường 2, các anh chị có nghe thấy, hội trường 4 có nghe thấy báo cáo ấy, thì các nghiên cứu trên thế giới đã thấy rằng là nếu một bệnh nhân lên cơn hen cấp, anh sử dụng thuốc trong 4 giờ đầu tiên thì gần như giải quyết được vấn đề ngay lập tức. Nhưng nếu anh chần chừ, anh sợ là các tác dụng không mong muốn và anh để lùi thời gian qua tiếng thứ 5, tức là quá trình viêm, quá trình hóa ứng động của cytokine nó bắt đầu hoạt động rồi, thì anh sẽ điều trị dai dẳng 4, 6, 7 ngày sau. Cho nên là bố mẹ rất lo lắng cái chuyện là dùng corticoid, nhưng phải chăng khí dung nhanh và sớm thì vừa đỡ dụng toàn thân và vừa giải quyết được cơn hen rất là sớm, thì bệnh nhân sẽ có hiệu quả điều trị tốt hơn nhiều so với chúng ta cứ đứng phần trừ giữa diện có dùng corticoid hay không dùng corticoid. Và người ta thấy là corticoid đơn thuần hay phối hợp với đường toàn thân thể để điều trị cơn hen cấp đều có lợi ích làm giảm tác dụng phụ toàn thân, phân bố trực tiếp lên đường hô hấp và giảm các tác dụng phụ viêm phù nề không mong muốn. Và ở trẻ nhỏ thì nó cải thiện triệu chứng lâm sàng rất là sớm sau 3 giờ. Và như ta nói là lưu ý thì là dùng liều cao thì rất là có hiệu quả. Thường chúng ta chỉ định nửa ống, một ống, nhưng tí nữa chúng ta sẽ xem phần gọi là viêm thanh quản cấp, thì thậm chí dùng đến 4 ống, dùng liều cao rất có hiệu quả. Tuy nhiên rõ ràng là giá thành, rõ ràng là vấn đề liên quan đến máy móc sử dụng. Thế thì chỉ định ICS trong điều trị cơn hen cấp là gì? Là điều trị thay thế đường toàn thân trong cơn hen thấp thể nhẹ và trung bình. Cái thứ hai là khi có một trường hợp nào đó bệnh nhân phải chống chỉ định dùng toàn thân mà vẫn dùng corticoid. Ví dụ ta đặt vấn đề là tôi bị lao, tôi nói ví dụ như thế. Thế thì chống thủ định dùng toàn thân hoặc các bệnh sau bệnh thủy đậu, ví dụ như là bệnh nhân chủng ngừa sau một số cái chống chỉ định như là nhiễm trùng nặng, tiểu đường, bắt buộc phải dùng đường tại chỗ, thì người ta sẽ lựa chọn dùng đường khí dung. Và cha mẹ không mong muốn dùng đường toàn thân hoặc là phải điều trị phối hợp với cơn hen cấp nặng thì nó vẫn dùng đường khí dung. Thế thì người ta thấy rằng là các cái hướng dẫn về phun khí dung có được rất là vai trò rất quan trọng các bệnh lý hô hấp. Và các có dạng chúng ta đã nói rồi là bình xịt định liều, là cái bột phun khô là khí dung. Và chúng ta thấy là ở trẻ nhỏ, cấu tạo đường thở của trẻ khá đặc biệt, chúng ta cũng biết rồi, nó hẹp và nó rất dễ bị viêm phù nề. Đứa trẻ nó khóc cái nó khản tiếng ngay lập tức, nó khác với người lớn. Cho nên là chỉ định sớm đúng liều, và các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đều nói rất nhiều cái vai trò của điều trị khí dung trong các bệnh lý hô hấp ở trẻ em. Thế thì tuy nhiên người ta cũng thấy là tại sao phải cần ra cái đồng thuận, bởi vì thực sự thì các cái thuốc khí dung không nhiều. Tôi nói ví dụ ICS dạng khí dung, chúng ta chỉ có một sản phẩm hoặc hai sản phẩm, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Và người ta thấy là hầu hết các cái thuốc khí dung đã hết giai đoạn bảo hộ độc quyền, do đó mà thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên giữa hai nhóm là khá khó thực hiện. Cái thứ hai là các tác giả thường nói là tôi khí dung nhưng chưa hề nói loại máy gì, thời gian khí dung bao nhiêu lâu, có pha thuốc khác được không, người ta chưa bao giờ nói đến cái chuyện đó và chỉ nói những khí dung thế thôi. Vấn đề gì nữa, và các hướng dẫn về sử dụng đưa thuốc thời điểm nào thì còn chưa rõ ràng. Và chính trước cái yêu cầu thực tế đó thì người ta mới yêu cầu ra một cái đồng thuận, đặc biệt là ở trẻ em. Thì máy bị virus ạ, đây máy không chạy ở đây nữa. Virus. Vâng, máy trên hệ thống máy không chạy, nó general shortcut, nó không chạy ở qua cái này, hệ thống này luôn. Virus hô hấp ở trẻ. Vâng, hô hấp. Tôi sẽ báo cáo tiếp. Thế thì chính vì trước yêu cầu thực tế đó thì chúng ta cần một cái đồng thuận. Nếu như anh chị làm về hen hoặc dị ứng đều thấy rằng là hàng năm Gina họp ra guideline về dự phòng, về điều trị, nhưng mà chưa hầu như có đồng thuận về các liệu pháp khí dung ở trẻ em. Thế thì rất là may mắn là năm ngoái thì tôi có được tham gia
viết đồng thuận về sự giáo khí dung cùng với cả các cái chủ yếu là các cái bà Kuling Sheng là một chủ tịch hội nhi khoa của Trung Quốc, còn với cả một số nước như là Indo, Thái Lan, Malaysia và Singapore để mà phải đồng thuận. Và như tôi vừa nói là cái đồng thuận nó sẽ công bố vào tháng 10 năm nay tại hội nghị APA Paris của Thái Lan, ở Thái Lan tháng sau. Thế thì mục tiêu của đồng thuận là gì? Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra những cái khuyến cáo về khi nào, ứng dụng khi nào để sử dụng khí dung ở trẻ em, đồng thời cũng giới thiệu loại máy nào nên sử dụng như thế nào và đánh giá hiệu quả của các thuốc hay sử dụng khí dung là gì. Thực tế trong nhi khoa chúng ta sử dụng chủ yếu khí dung là những cái dạng corticoid, dạng hít, là các đồng vận beta tác dụng SABA hoặc là tác động với thụ thể muscaric, ví dụ như SAMA, như là Combivan chúng ta hay sử dụng. Và đặc biệt là khuyến cáo một số bệnh lý, chúng ta chỉ nhấn mạnh trên hai bệnh lý chính là hen phế quản và viêm thanh quản cấp, còn thực tế nó sẽ có một loạt các bệnh lý khác và xin sau này sẽ có dịp chia sẻ với các anh chị. Thế thì tại sao người ta lại khuyến cáo dựa trên hai cái bệnh chính đó? Vì thực tế thử nghiệm lâm sàng rất ngẫu nhiên và rất nhiều nghiên cứu rồi đã được tiến hành và có bằng chứng rất rõ ràng về điều trị cơn hen cấp. Sáng nay chúng ta cũng đã nghe một cái nghiên cứu cộng gộp của Rodingo, người ta nghiên cứu phân tích trên 17 các nghiên cứu khác nhau cho trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 17 tuổi và người lớn. Thì người ta thấy là những cái trẻ mà có cơn hen cấp kịch phát vào viện mà được khí dung ICS, nếu như sao phác đồ của Gina là phối hợp corticoid đường toàn thân cộng cả giãn phế quản, thì các nghiên cứu thấy rằng là nếu phối hợp với ICS kết hợp cả đồng vận beta thì làm giảm cái thời gian nhập viện sau 2-4 giờ và sao ạ, và làm cải thiện triệu chứng lâm sàng nhanh hơn so với dùng corticoid đường toàn thân. Đây là một cái thưởng bằng chứng. Bởi vì khi ta biết đồng thuận, ta phải có cái bằng chứng dựa trên những nghiên cứu như thế nào. Và tôi cũng nói thật các anh chị là nói thế thôi, nhưng mà tranh luận quốc tế cực kỳ căng thẳng. Chúng tôi đi họp suốt từ Bắc Kinh qua Hàn Châu, qua Malaysia, đi vòng vòng cãi nhau giữa các nước rất là căng thẳng để ra được cái đồng thuận. Gì nữa, chúng ta cũng nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên khác trên đứa trẻ dưới 18 tuổi nhập viện được cơn hen cấp. Thì người ta thấy là người ta khí dung cái liều Budesonide là liều 800. Thực ra cái ống ở Việt Nam là 500, tức là phải gần 2 ống. Thì người ta thấy là cải thiện triệu chứng hô hấp sau 1 giờ, 2 giờ đến 6 giờ. Bởi vì như sáng nay người ta trình bày, nó làm giảm cái tính thấm, giảm cái lượng máu đến được cái phế quản và giảm phù nề rất là nhanh so với mà khi mà kết hợp với cả SABA. Rồi gì nữa, một cái nghiên cứu thử nghiệm khác, người ta cũng thấy rằng là nếu khí dung với cái liều Budesonide thì kết hợp với cả giãn phế quản hoặc là nhóm SAMA thì sẽ làm cải thiện chức năng hô hấp sau ngay 1 đến 2 giờ khi dùng thuốc, đồng thời làm giảm tỷ kệ phải dùng corticoid đường uống. Vậy thì cái khuyến cáo, nếu như chúng ta có Gina, chúng ta có cái phác đồ của điều trị hen năm 2016 đã ký của Bộ Y tế về cái hướng dẫn xử trí điều trị cơn hen cấp, thì nếu đứng trên quan niệm của khí dung thì chúng ta sẽ thấy là nếu cơn hen cấp nhẹ thì người ta khuyến cáo là thuốc hàng đầu vẫn là thuốc giãn phế quản phối hợp với Budesonide hay đường khí dung với liều có thể 0.5-1, tức là 1-2 ống. Nếu thể trung bình thì chúng ta cũng phối hợp 1mg SABA, tất nhiên là thuốc khởi đầu rồi, cách quãng 20-30 phút và dùng 2 lần trong 60-90 phút đầu tiên để cải thiện triệu chứng. Còn nếu triệu chứng không cải thiện thì lúc này là câu chuyện phải dùng phối hợp corticoid toàn thân càng sớm càng tốt, như tôi nói là trong 4 giờ đầu. Và Budesonide này duy trì 1mg mỗi 12 giờ kéo dài 3-5 ngày sau, chứ không phải chúng ta cắt ngay trong ngày đầu tiên. Đấy là khuyến cáo. Còn nếu trường hợp nặng đe dọa tính mạng thì đương nhiên cái thuốc đầu tay sẽ là corticoid đường toàn thân và phối hợp với liều cao Budesonide, nghĩa là 1mg. Nhưng ở đây chúng ta phải cũng phối hợp 2 lần trong 60-90 phút đầu tiên. Và thay vì ở trên là chúng ta 12 giờ dùng một lần thì ở đây 6 giờ dùng một lần và kéo dài sau 3-5 ngày. Đây là có thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh điều này. Như vậy nó phối hợp làm giảm cái thời gian nhập viện, làm giảm độ nặng cơn hen cấp và cải thiện chức năng hô hấp rất là nhanh. Thế thì sau khi bệnh nhân đã điều trị hết cơn cấp rồi thì hen là bệnh viêm mạn tính, đương nhiên chúng ta phải điều trị duy trì. Chúng ta điều trị duy trì giúp làm sao ạ? Bệnh nhân hạ liều và cải thiện triệu chứng lâm sàng hơn, và điều trị nên điều trị sớm thay vì khi làm cho đường thở nó biến đổi dần, nghĩa là nó gọi là gì nhỉ? Airway remodeling, tái tạo đường thở. Sau 2-4 năm khi đấy nó sơ hóa rồi thì nó sẽ có tác dụng không mong muốn, cho nên người ta khuyến cáo nên dự phòng sớm. Và các thử nghiệm lâm sàng thấy rằng là nếu mà trẻ được dự phòng sớm, đúng không ạ, thì so với Montelukast thì nó sẽ cải thiện triệu chứng lâm sàng rất rõ rệt ở những trẻ hen phế quản.
Vậy thì cái liều duy trì là như thế nào? À, người ta thấy là cái liều duy trì khởi phát, nếu chúng ta có điều kiện khí dung, có thể là 0,5 đến 1, hay tóm lại là 1 đến 2 ống một ngày. Và người ta phải duy trì liên tục trong ít nhất 3 tháng liền, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Đối với trẻ với khởi đầu là liều thấp, tức là 1 ống một ngày, thì khi bệnh nhân không có kiểm soát hen, có thể nâng lên 2 ống một ngày, tức là 1 gam một ngày. Đối với trẻ khởi đầu đã là liều cao rồi, tức là 1, thì sau khi 3 tháng bệnh nhân không cải thiện, có thể tăng bậc hoặc là phối hợp với cả, ta không muốn nâng nào các corticoid lên, phối hợp với cả montelukast. Còn khi nào thì ngừng bậc và giảm bậc? Đấy là câu hỏi bố mẹ rất quan tâm. Vậy thì người ta nói là cũng phải kiểm soát ít nhất là 3 tháng thì mình có thể giảm liều từ 25 đến 50% liều ICS đến cái liều thấp nhất, tức là 0,25 hay nói tương đương là nửa ống là cái liều thấp nhất có thể. Và nếu phải kiểm soát trên 1 năm thì chúng ta mới cân nhắc dừng thuốc và tránh tối đa dừng thuốc vào thời điểm thay đổi thời tiết hoặc chuyển mùa. Ví dụ như bệnh nhân tốt 1 năm nay nhưng đến thời điểm này mà chúng ta dừng thì bệnh nhân lại tái phát cơn hen ngay lập tức. Thế thì nếu như trong tại nhà bây giờ bình thường tôi vẫn xịt một ngày một ống, à, tôi ví dụ khí dung một ống, thì trong cơn hen cấp lập tức gấp đôi liền lên khí dung, nghĩa là gấp đôi liều ICS với buồng đệm hoặc là xịt tại chỗ, và nên duy trì trong 1 đến 2 tuần, sau đó lại giảm về ngưỡng bình thường nếu chúng ta chỉ điều trị tại nhà. Đó là cơn hen cấp nhẹ. À, đối với một cái viêm thanh khí quản thì chúng ta cũng biết rồi, viêm thanh khí quản nó cấp tính hơn, nó chỉ bị thoáng qua thôi, nhưng ở dưới trẻ dưới 4 tuổi rất là nhạy cảm. Thì chúng ta cũng thấy rất nhiều nghiên cứu đều nói đến vai trò của gì ạ? Đầu tiên là dexamethasone. Bởi vì sao ạ? Vì corticoid trong trường hợp này dùng rất là ngắn, có 3-4 ngày thôi. Bệnh chỉ 1-2 lần nữa, nó không phải giữ hen phế quản. Như vậy thuốc đầu tay phải là dexamethasone. Rồi bây giờ ta thấy rằng các nghiên cứu cộng gộp đều thấy là dexamethasone dùng chả khác gì corticoid cả, dùng khí dung cả, dùng budesonide cả. Tuy nhiên budesonide thì sao ạ? Thì nó lại không tác dụng toàn thân. Thế thì bây giờ cái lựa chọn người ta lại dùng budesonide nhiều hơn. Nhưng thay vì cái liều như chúng ta vừa trình bày thì phải liều gấp 4 lần, tức là liều 20 gram. Rồi adrenaline trong trường hợp bệnh nhân co thắt, bệnh nhân phù nề nặng, bệnh nhân viêm thanh quản mức độ nặng, như vậy chúng ta sẽ có sự viêm thanh quản là phối hợp của adrenaline phối hợp với corticoid, thì tùy từng trường hợp chúng ta sẽ chọn dexamethasone hoặc budesonide. Và khuyến cáo bây giờ là budesonide được sử dụng trong trường hợp bệnh nhân không uống được vì thuốc đắng, bệnh nhân không muốn tác dụng toàn thân, ta hoàn toàn có thể khí dung bằng bút, hoặc là bệnh nhân nôn rất nhiều, cứ uống thuốc là nôn thì dùng khí dung budesonide nhưng phải liều là 2 mg. Vậy thì cái phác đồ điều trị của viêm thanh croup là như thế nào? Đối với nhẹ có thể chúng ta dùng là uống một liều duy nhất hoặc khí dung 20 gram, xong thế là xong, tức là bệnh nhân chỉ khan tiếng một tí thôi, một lần thế là xong. Nhưng ở mức độ trung bình và nặng thì liều khí dung khởi đầu là 2 mg kết hợp ICS nếu như bệnh nhân nặng và phải có adrenaline. Và liều chuẩn của adrenaline khí dung là 0,5 ml trên cân nặng và tối đa là không quá 5 ống. Đây là bằng chứng đã được thử nghiệm. Và ở đây tôi cũng không hiểu là các anh chị có dám khí dung lúc 5 ống adrenaline hay không. Thế nhưng mà đây là điều chuẩn để điều trị cơn viêm thanh quản cấp. Tóm lại thì chúng ta thấy là các đồng thuận này đều nhất trí là bên cạnh cái khuyến cáo chính thống của Gina, của các hiệp hội, thì ta thấy là nếu như cơn hen cấp thể nhẹ thì bao giờ khởi đầu cũng là thuốc giãn phế quản là SABA phối hợp với budesonide khí dung ở 0,5 đến 1 mg. Thể trung bình hoặc nặng thì kết hợp giữa SABA với budesonide khí dung cách quãng 1 mg mỗi 20 đến 30 phút và nhắc lại lần thứ hai trong vòng 60 đến 90 phút. Và cái liều này phải duy trì một lần 1 mg trong 12 giờ trong 3 đến 5 ngày sau đợt cấp. Còn trường hợp nặng đe dọa tính mạng thì đương nhiên phải dùng corticoid bằng toàn thân và nhắc lại mỗi 6 giờ một lần và cũng phải duy trì sau 3 đến 5 ngày. Và sau khi liều cấp thì chúng ta trở về liều duy trì khí dung là 0,5 đến 1 mg một ngày và tăng và giảm bậc thì theo khuyến cáo chúng ta đã nêu ra. Nếu trong cơn hen cấp tại nhà chúng ta xử trí sớm và ngay và chúng ta kỳ vọng bệnh nhân sẽ không nặng, không phải đến viện, thì người ta phải gấp đôi cái liều mình xịt hoặc sấp đôi cái liều bình thường mình khí dung lên, gấp đôi ngay lập tức, phối hợp với giãn phế quản ngay lập tức và dùng cũng không quá 2 tuần. Còn trong trường hợp bệnh viêm thanh khí phế quản thì chúng ta dùng một liều ICS hoặc là chúng ta dùng một liều corticoid từng toàn thân hoặc là khí dung một liều duy nhất 2 mg budesonide. Còn nếu trung bình và nặng thì chúng ta sẽ kết hợp với adrenaline phối hợp với corticoid hoặc là khí dung hoặc là uống. Lưu ý cái đường corticoid đường tại chỗ được khuyến cáo cho những trẻ nhỏ, bệnh rất nặng, trẻ nôn nhiều, không uống được
và cũng nói thật là cũng phải có điều kiện một chút. Và tôi nghĩ là đấy là tóm tắt toàn bộ cái nội dung chương trình bày. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin cảm ơn phần trình bày rất là hay và ấn tượng của Phó Giáo sư Nguyễn Thị Diệu Thúy.